Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Sư Mạnh Hùng của chúng em ạ. Hôm nay cơ sở em cũng sẽ lên cho các bác là một bộ trường kỳ Huế vai cuốn cả đốc xa cư, cũng như là một cây tủ bày đồ và một số sản phẩm đồ gỗ mini ạ. Và bên cơ sở đồ sư của cho em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hàng của em là 07666 5595 ạ. Vâng, và bây giờ bắt đầu clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác sản phẩm đầu tiên đây. Nó là một bộ trường kỳ Huế các bác nhé. Đó là một bộ trường kỳ Huế được làm trên nền cây gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật cụ mật ạ. Bộ này gồm có là 6 món ạ, hai ghế đơn, một băng dài, một bàn và hai đôn ạ. Được cross xà cừ Singapore 7 màu luôn các bác nhé. À, và giờ em sẽ đo thông số từng chi tiết một để cho bác cùng được tham khảo ạ. À, đây là một chiếc đôn kẹp phía trước các bác nhé. À, em đo ở đây là có chiều dài là 47 cm, chiều ngang là 37 cm và chiều cao là khoảng 65 cm. Đó là thông số của chiếc đôn. Đó, chiếc bàn dài có kích thước chiều dài là 137 cm, chiều ngang là 65 cm. Đó, và chiếc ghế đơn là chiều dài là 70 cm, chiều sâu là khoảng 55 cm và chiều cao tổng thể của chiếc ghế này là khoảng 118-119 cm các bác nhé. Còn chiếc băng ghế dài đây, đo thông số luôn cho các bác tổng thể cả bằng lấy món luôn. Cái băng ghế dài có thức chiều dài là 200 cm, chiều sâu cũng là 60 cm và chiều cao cũng là 109 cm các bác nhé. Đó là thông số chi tiết của bộ trường kỳ Huế vai cuốn này. Đó, và giờ các bác đến lại gần hơn để xem chi tiết từng sản phẩm. Đó, đây là một chiếc đôn các bác nhé. Đó, một chiếc đôn này. Đó, phần mặt trên này thì được cởi hết những ô trám dây neo liền chi, và ở phía trong lòng giữa này thì được cẩn cảnh là một cây hồng có nhé. Đó, và được cẩn cảnh tứ diện luôn. Đó, phần phía bệ này đây cũng được cẩn dây neo lên chỉ. Đó, liễu thì đục chạm là liễu nho các bác nhé. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, chân là chân được cẩn cảnh cây trúc. Đó, chân em đo đây là vuông 7 cm. Đó, vuông 7 cm, chân cực kỳ là lớn luôn có nhé, được cẩn tứ diện luôn. Đó, còn đây là một chiếc mặt bàn. Đó, mặt bàn cũng được cẩn hết nhé, những ô trám cũng như là cảnh cây tứ quý tùng trúc cúc mai ở khung bao viền của chiếc mặt bàn này. Đó, và bên trong lòng giữa này đây thì được cẩn cảnh là một cây hồng có nhé. Đó, một cây hồng cực kỳ là lớn luôn, lá trong là lá nền tấm luôn có nhé. Đó, một cảnh một cây hồng ốc xà cừ Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Đó, phần bệ, phần chân, phần cổ cũng đều được cẩn luôn các bác nhé. Đó. Đó, chân của chiếc bàn này là vuông vuông 8 cm các bác nhé, vuông 8 cm cực kỳ là lớn luôn, liễu đục đục chạm liễu chim hoa các bác nhé. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đây ở đây là chiếc đoạn dài, em sẽ quay sang chiếc đoạn dài để cho các bác cùng được xem chi tiết hơn về bộ trường kỳ Huế vai cuốn này. Đó, phần tay này cực kỳ là cong luôn các bác nhé. Đó, được cong nó uốn lượn đấy. Đó, được cẩn những ô chám à, cảnh là cây lục bình hoa mai cũng như là phần tượng chính của chiếc đoạn dài này. Đó, bên trên cẩn cảnh là cây mai cải thọ hóa độc cho mật nguyệt. Đó, những khung bao ngoài đây đều được cẩn dây neo nguyên chi cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé. Đó, và đặc biệt hơn là ở phần tượng chính này thì có ba nô được đục chạm một kinh bông các bác nhé, đục chạm cảnh tích là tích tam quốc các bác nhé. Đó, và phần nô sơn này được cẩn là hai cây hồng. Đó, hai cây hồng cực kỳ là đẹp luôn, ốc xà cừ Singapore 7 màu cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Em đo khung ở đây là khung vuông 4 cm các bác nhé, khung vuông 4 cm cực kỳ là lớn luôn. Đó, phần bệ dưới này cũng được cẩn hết những dây neo lên chi các bác nhé, tơ tóc nhỏ luôn các bác nhé. Đó, chân em đo chân đây là vuông 10 cm các bác nhé, chân vuông 10 cũng cực kỳ là lớn luôn. Đó, phần mặt trên này cũng đều được cẩn hết luôn. Đó, cực kỳ là dày luôn các bác nhé. Đó, lá mặt là lá niềm tấm luôn, lá cực kỳ là dày luôn các bác nhé. Hàng này là hàng tái cũ các bác nhé, không phải là hàng xưa mà là hàng tái rồi, được trên dưới 10 năm. Đó, còn đây là chiếc ghế đơn, chiếc ghế đơn. Đó, những phần nô trong này cẩn cảnh một cây hồng ốc xà cừ Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, khung em đo khung ở khung cột ngoài là bằng 5x4 cực kỳ là lớn luôn, khung trong là bằng 4x4. Đó, vai cuốn cũng cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đó, đục chạm hai bên nách của nô tựa chính này cần hai cây đa cực kỳ là đẹp luôn.
cảnh tay thì được được chạm cảnh trúc mai. Đó, hai phần tay cảnh trúc mai cũng được cực kỳ là dày dặn cả tứ diện luôn các bác nhé. Đó, đây là phần phía trước của bộ trường kỳ vai cuốn này. Nó giờ em sẽ quay sang phần mặt sau để cho các bác cùng được xem chi tiết hơn về bộ trường kỳ vai cuốn này. Đó, đây là phần mặt sau của bộ ghế trường kỳ vai cuốn này, cũng được đục chạm hết các bác nhé. Đó, mặt sau đục chạm tổ ong cũng như cả những đường zin leo. Đó, phía chân bệ cũng đều được cả như mặt tiền luôn các bác nhé, mặt trước cũng như mặt sau luôn. Đó, được cả cực kỳ là dày luôn. Đó, với một bộ bàn ghế trường kỷ Huế vai cuốn này thì bên cơ sở đồ xưa Mạnh Hùng của Hà Trang cũng xin giao lưu với các bác một bộ 6 món này với giá là 75 triệu ạ. Đó, 75 triệu một bộ trường kỷ 6 món cực kỳ là lớn như thế này. Bên này cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Đó, trong đó thì bên cơ sở cũng sẽ khuyến mại cho các bác là 3 tấm kính ạ. Đó, 2 tấm kính mặt đôi và 1 tấm kính mặt ba. Khi chúng ta mang về nhà, chúng ta sẽ đặt lên luôn và dùng luôn, không cần phải cắt thêm. Đó, và đặc biệt hơn thì cái sở em cũng sẽ bao phí ship vận chuyển là một. Cái thứ hai là bên em sẽ bao lắp đặt tại nhà cho các bác ạ. Đó, tất cả phần tay, phần tựa này đều là hàng tháo rời các bác nhé. Đó, hàng tháo rời mộng tự nhiên. Nên là cơ sở em sẽ tháo rời ra và vận chuyển đến nhà các bác. Và sau đó sẽ lắp đặt tại nhà cho các bác luôn. Thế là các bác yên tâm về vấn đề vận chuyển cũng như là lắp đặt tại nhà cho các bác ạ. Đó, với giá là 75 triệu em sẽ bao phí ship vận chuyển cho các bác. Và sản phẩm tiếp theo đây, em có đây là một cây tủ bày đồ Nam Bộ các bác nhé. Đó, một cây bày tủ này cực kỳ là lớn luôn. Đó, với kích thước chiều ngang là 145cm và chiều cao là 270cm và sâu là 60cm. Một cây tủ cực kỳ là lớn. Đó, phần phía trên cùng ở đây thì được đục chạm là một quả cầu mũ nân. Nân vườn cầu. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, phần phía dưới này thì những ô bao ô chám này cuốn thư vào cả hai cái cục quay đầu vào nhau cực kỳ đẹp luôn các nhé, không bao được cả những đường riêng leo. Đó, phần ô chám dưới này thì được cả là một cảnh sóc nho các nhé, cảnh sóc nho ốc sạc từ Singapore bảy ngọn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, khung bao cột ngoài được cẩn cảnh tứ quý tùng trúc cúc mai cũng như là những đường riêng leo như chỉ ở khung bao cánh. Em đo khung bao cánh đây là vuông 5cm các nhé. Đó, ngang 5 và bằng 4x5 cực kỳ là dày luôn các bác nhé, khung bao bằng 4x5, cột em đo đây là cũng 4,55cm cực kỳ là dày luôn. Đó, và phần phía bên trong đây em sẽ mở cho các bác coi phần phía bên trong của cây tủ bày đồ này. Đặc biệt nhất là cây tủ này là cái phần phán hậu này thì được làm bằng lá gỗ luôn các bác nhé. Đó, lá gỗ cực kỳ là dày luôn. Đó, và được chia làm hai sàn để chúng ta có thể bày đồ, bày rượu cực kỳ là tiện dụng và sang trọng luôn các bác nhé. Đó, và em đo khung ở đây cũng đều được cả những ô chám dây neo liên chỉ, khung là khung vuông 3cm. Đó, cực kỳ là dày luôn. Đó là phần phía bên trong của cây tủ này. Đó, và phía dưới của cây tủ này được thiết kế làm hai ngăn kéo các bác nhé, chúng ta có thể chứa đồ vào đây cực kỳ là tiện dụng luôn. Nó cần cảnh một cây trúc và cái cây trúc ạ. Phần phía dưới bệ này là cây mai cải thọ cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Em đo ở đây bệ trùng khoảng 15cm cực kỳ là rộng luôn và độ dày là 3cm các bác nhé. Nó chân là chân quắp, em đo chân là chân vuông 10cm cực kỳ là lớn luôn. Đó, với một cái tủ như thế này thì bên cơ sở đồ xưa của Trang cũng xin giao lưu với các bác là với giá là 40 triệu ạ. Đó, 40 triệu một cây tủ cực kỳ là lớn và to như thế này. Đó, với giá là 40 triệu. Cây tủ này cũng là hàng tái cũ rồi các bác nhé. Đó, các bác có thể thấy được những vân gỗ cũng như là ốc sạc cửa cũng đã ngả màu theo thời gian rồi. Đó, hàng tái cũ. Đó, với giá 40 triệu bên em cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Với một cây bày đồ tủ Nam Bộ này. Rồi sản phẩm tiếp theo đây, em có đây nó là một chiếc bàn trang điểm các bác nhé, hay gọi là bàn phấn ạ. Đó, cũng được nằm trên nền là cây gỗ gụ hay gọi là gỗ mặt của mặt này. Và có thông số kích thước em đo ở đây có chiều dài là 120cm, chiều sâu là 42cm và chiều cao 160cm các bác nhé. Đó, và các bác đến lại gần hơn để xem chi tiết hơn về cây tủ, cây bàn trang điểm này. Đó, phần phía trên này được cẩn là cảnh bông hồng các bác nhé, cũng như là dây neo niên chi. Đó, ô chám cực kỳ là đẹp luôn. Hai bên nách này được cẩn
đục chạm là cảnh hồng chỉ các bác nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Phần mặt trên của chiếc hộp này cũng được cận cảnh là mai cải thọ quá nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Mà đặc biệt hơn là cây tủ này, cây bàn trang điểm này có bốn ngăn kéo ở phía trên này, nó để chúng ta có thể chứa đồ cực kỳ là tiện dụng luôn. Em chưa nắp khóa vào đây, khi nào bàn giao em sẽ lau chùi sạch sẽ và nắp khóa lại cho các bác ạ. Đó, bốn ngăn khóa trên và phía dưới này cũng có rất là nhiều ngăn khóa các bác nhé. Đó, chúng ta có thể chứa đồ đây cực kỳ là tiện dụng luôn. Đó, và phần phía dưới cánh hộp này đây cũng có cánh mở các bác nhé. Đó, chúng ta có thể chứa đồ đây cực kỳ là tiện luôn. Đó, không bao ngoài cần vô chám, và phía giữa này cũng cả là một cây chóc các bác nhé. Đó, cực kỳ là đẹp luôn, ốc xa cừ Singapore vải mỏng. Còn đây là một chiếc đôn ngồi, một bộ combo bằng trang điểm này. Đó, có kích thước chiều vuông là 32 cm, vuông 32 cm và chiều cao là khoảng 39 cm. Phần phía mặt trên này đều được cận hết tuần các bác nhé. Đó, những ô vàng ô chám dây nhau liền chi cây mai cài thọ cực kỳ là đẹp luôn. Đó, phần phía chân này, chân đục chân móng các bác nhé, chân là chân vuông 6 cm được đục chân móng. Đó, với một cái cây bàn trang điểm như thế này thì bên cơ sở đồ xưa của chúng em cũng xin giao lưu với các bác là với giá là 18 triệu ạ. Đó, 18 triệu đồng bên em cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Đó, với một cây bàn trang điểm như thế này. Đó, sản phẩm tiếp theo đây em có đây là một chiếc khám mảnh đó nhé, và là một chiếc khám mảnh được làm trên nền là cây gỗ vụn hay còn gọi là gõ mật cùng vật này. Đó, cũng được cân ốc xà cừ Singapore bảy màu luôn các bác nhé. Đó, và thông số kích thước là lòng ảnh trong này là 20 x 30. Đó, còn kích thước phù bi là ngang 36 và cao là khoảng 59 cm. Các bác có thể thấy đây, ô chám dây neo ninchi cực kỳ là tơ tóc và kỹ thuật luôn các bác nhé. Đó, phía dưới này là cây mai hóa rơ cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, dây neo ninchi được làm trên nền là cây gỗ vụ hay gọi là gõ mật của mật này đây, miền Bắc chúng em gọi là gỗ vụ và miền Nam miền Tây thì gọi là gõ mật và vụ mật ạ. Đó, với một chiếc khám mảnh thờ như thế này thì bên cơ sở cũng sẽ giao lưu với các bác với giá là 3 triệu ạ. Đó, 3 triệu đồng bên em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Đó, khi các bác sử dụng một cây này thì bên em cũng sẽ có một tấm kính ở phía trước này cũng như là có ốp lưng cho các bác ạ. Đó, bên em chưa lắp, khi nào bàn giao bên em sẽ lắp đầy đủ phụ kiện vào cho các bác ạ. Đó, với một chiếc kháng mạnh này với giá chỉ có 3 triệu thôi, bên em sẽ bao phí ship luôn cho các bác. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây, đây em có một bộ nư đồng đỉnh hương, một bộ combo là 5 món ạ. Một đỉnh hương, hai chân nến và hai con hạc ạ. Hơi hạc cực kỳ đẹp đấy các nhá, được làm trên nền là 100% chất liệu là đồng. Và đây em sẽ đo thông số cho các bác ạ. Chiếc nư này tổng thể chiều cao là 60 cm, cực kỳ là lớn luôn các bác nhé. Chiều ngang là khoảng 45 cm, chân nến là cao 45 cm và đôi hạc là cao là 62 cm, cực kỳ là lớn luôn các bác nhé. Được làm 100% nguyên đồng luôn. Một bộ nư đồng 5 món như thế này nặng khoảng từ 26 đến 30 kg các bác nhé. Cực kỳ là lớn luôn và nặng luôn. Phần bên trên này được đục chạm nghe vần cầu các bác nhé. Đục chạm kênh bong cực kỳ là đẹp luôn. Phần phía dưới này được đục chạm đôi song long chân chân lân các bác nhé, chân lân. Đôi đèn này cũng được đục chạm là tứ linh các bác nhé, đục chạm tứ linh long lân quy phụng cực kỳ là đẹp luôn. Đôi hạc này cũng được đục chạm tỉa tóc cực kỳ là kỹ thuật luôn các bác nhé. Với một bộ nư đồng đỉnh hương 5 món như thế này thì bên cơ sở đồ xưa của trang cụ xin giao lưu với các bác với giá là 15 triệu ạ. 15 triệu một bộ 5 món như thế này thì bên cơ sở cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Có với bộ nư đồng 5 món này với giá là 15 triệu. Đó, rồi sản phẩm tiếp theo đây em muốn giới thiệu nên cho các bác đây là một chiếc bàn nghi thờ. Một chiếc bàn nghi này cũng được làm trên nền là cây gỗ vụ hay gọi là gỗ mật cùng vật này, và có thông số kích thước chiều dài là 127 cm, và chiều sâu là 68 cm. Và chiều cao em đo đây là 117 cm. Đó là thông số chi tiết của chiếc bàn nghi thờ này. Chân em đo đây là chân vuông 7,5 cm. Cực kỳ là lớn luôn các bác nhé. Giờ các bác đến lại gần để xem chi tiết hơn về
chiếc bảng nhì này. Đó, phần phía trên này đây, khung cột này, khung cái mặt được cả những đường truyện cũng như là ô chám cảnh dây leo cực kỳ là kỹ được các bác nhé. Ở phía phần bệ này được cả vào những cuốn thư cây mai cực kỳ đẹp luôn. Phần bệ này là chung chung bạch sen các bác nhé. Đó, phần diễu bệ tiền dùng 26 sen cực kỳ là lớn luôn và độ dày là khoảng 2 sen. Đó là cả một cảnh là cuốn thư hoa mai. Đó, ốc xà cừ Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó. Đó, phía bên cạnh này đây được cẩn cảnh là một cây mai chim hoa. Đó, cực kỳ là đẹp các bác nhé. Chân là được cẩn cảnh là rơi rơi ngậm tiên tiền cũng như là cảnh cổ đồ đông bích. Chân thì được cẩn phía cuối cùng được cẩn cảnh tư quý tùng trúc cúc mai ở bốn góc chân. Đó, và chiếc bảng nhì này thì được cẩn là ba mặt các bác nhé. Đó, giờ em sẽ quay sang phần hông ngang để cho các bác được xem chi tiết hơn về chiếc bảng nhì này. Đó, đây là phần hông ngang cũng được cẩn hết các bác nhé. Đó, cây mai cài thọ hóa rồng cũng như là phần bệ trùng này đây cẩn cảnh sóc nhỏ các bác nhé. Em đo ở đây bệ trùng ngang là 22 cm. Đó, cực kỳ là lớn luôn. Nó cẩn cảnh sóc nhỏ. Đó, các bác nào mà xem hình ảnh không rõ hoặc nghe không rõ trong clip ngày hôm nay thì các bác hãy liên trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0766655595. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn cho các bác về các sản phẩm mà các bác muốn quan tâm ạ. Với một bảng nhi cây bảng nhi như thế này thì bên cơ sở đồ chơi của chúng em cũng xin giao lưu với các bác với giá là 25 triệu ạ. Đó, 25 triệu em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Đó, chiếc bảng nhi này là chiếc bảng hàng trung bình các bác nhé. Còn bên em có một loại chiếc bảng nhi cao cấp hơn với giá là 35 triệu ạ. Đó, còn hàng này là hàng ở tầm trung thì với giá là 25 triệu em sẽ bao vận chuyển luôn cho các bác. Đó, và bên cơ sở đồ chơi Mạnh Hùng của họ này chúng em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác ạ, trong thời gian vừa qua đã ủng hộ bên cơ sở đồ xưa của chúng em là rất là nhiều các mặt hàng đồ gỗ cao cấp xà cừ qua các video vừa rồi. Và bác nào xem video thấy hay thấy đẹp ạ thì cho bên cơ sở đồ xưa của chúng em là một like cũng như là một đăng ký kênh ạ, để cơ sở đồ xưa chúng em ngày một phát triển hơn cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo và chiêm ngưỡng ạ. Và đồ xưa của chúng em cũng xin dừng video tại đây và cũng xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Em xin chào và cảm ơn.